qua bán được nhiều không cô? Bán được 30 kg. 30 hả? Dạ. Bán chạy bán có chịu có anh nào á. À. Cá to luôn rồi không? Đang bán chỉ có 10 kg thôi, 10 kg thôi mọi người. Tại vì chủ nhật nó bán khách. Con có nghe nói là Đăng với An là chưa đám cưới hả cô? Chưa, mới quen cũng 12 năm rồi. À là quen rồi, về ở chứ chưa có cưới hỏi gì hết. Dạ. Dạ. Mà sao hai đứa khác quê mà lại gặp được nhau? Đi làm. Dạ đi làm. Đi làm rồi gặp nhau. Dạ. Nói chung mà ví dụ mà cô thấy con mình nó quen nhau thế mà nó không chưa được cái đám cưới thì cô có cảm giác như thế nào, cô có suy nghĩ như thế nào? Cô chứ tại vì gia đình của mình khó khăn thì tụi nó cứ nói là mẹ con dán làm. Dạ. Tết á, hai bên đắp thuốc nó hoài à, thấy khó khăn rồi đó. Hai đứa mình cũng quyết định vậy đó. Dạ. Là qua Tết năm nay à cô? Dạ dạ. Thôi mà làm cái nhỏ cũng được cho nó ấm cúng cũng được. Làm gọn cho bà con vậy đó. Tính vậy đó. Dạ. Vậy là bữa giờ cô không bán bên chỗ công ty Bon Chen bên kia nữa hả? Cái bệnh người bán ăn á, mình ở dưới chùa mình xin thử không cô? Thì chùa có thấy gì chùa xin cũng được á. Dạ đúng rồi. Thì anh con cũng dưới chùa. Đi mấy đứa này nó cũng thấy đi chùa lắm, gặp rồi nó cũng đi dữ lắm. Dạ. Ý là mình hỏi cái thầy nào hay cái chùa nào lớn á, về mình xin chủ trì mà thầy lớn xíu. Về mình hỏi mình xin thử như thế nào. Tại vì anh con vừa uống thuốc bệnh viện mà vẫn phải đi chùa. Đó đi xin mà mong ông chủ trì á cho thuốc bây giờ uống. Dạng như thuốc có thuốc nam vậy đó cô, chứ không phải gì đâu. Uống tặng mà cho nó bớt hết trơn rồi. Đúng rồi, đó, nó đừng có giật nữa được. Đừng có giật nữa được. Uống thuốc nam rồi nấu uống rồi có thuốc kim. Dạ. Dạ. Này còn trẻ quá mà, còn trẻ quá. Vì cái đó tội. Chủ nhật này là đang về nướng tầm 10 tiếng nha mọi người, nó không có nướng nhiều nha. Nãy giờ mình tới tầm 15 phút thì mình thấy cũng vắng khách lắm. Tại vì cái khu này bây giờ chủ nhật người ta không đi làm mọi người. Tắt nhiều dưới người ta đi qua lại nhiều chứ không có kiểu như đi làm về người ta mua nữa. Nên là cũng hơi chậm nha mọi người.
mình chừng giới thiệu lại xíu là hôm nay đang có bán thêm một cái là cái mắm này nha mọi người, mắm này này. Đó có nhiều loại mắm nha, có cả con rắn gì ta, thấy giống con rắn quá vậy, à mắm cá lóc này, mắm khô rất là nhiều nè, bữa mình hỏi chỉ có một loại nhưng hôm nay rất là nhiều nha. Ngoài cái cà thì đang còn bán thêm những loại mắm, những loại cá khô được rút hút chân không mọi người, ở này đó rất là nhiều nha mọi người, đang gọi đang nha mọi người, trong cái mùa dịch này bán rất là khó mọi người, cho nên bán khách nha, hôm nay chỉ có mình cô bán thôi nè. Đang thì công chuyện còn bé ăn thì lúc sáng có ra, nhưng mà tại vì là đau đầu quá mọi người nên là phải về uống thuốc rồi, rất là tội nha. Nói chung trẻ bị cái bệnh này nó tội lắm mọi người, nó hay bị co giật ấy, lên co rất là nhiều, tăng sức giật thì mình thấy nó khác nhau tùy mỗi người và tùy mức độ khác nhau mọi người. Đó thì mình thấy là cô cũng rất là tội luôn, phải nói là bán cái này mà cả gia đình ba bốn người bán cái này thì cũng chi phí nó cũng nhiều lắm mọi người. Cũng mong là cho đang bán đất nha mọi người, để được nhiều người giúp đỡ và lại là được cái số lượng tiền, được cái thu nhập nó lớn hơn xíu để mà có tiền cho mình cho vợ. Mình không biết là hai vợ chồng thì chưa có đám cưới, hai vợ chồng vẫn chỉ là ở với nhau chứ không chưa có một cái đám cưới chính thức nào mọi người. Cũng mong là cho đang buôn bán được nha, để mà có cái chi phí trang trải cuộc sống như là bỏ nhỏ nhỏ để mà giúp cho hai vợ chồng một cái đám cưới nhỏ thôi, không còn lớn nhưng mà nó đủ để cho cảm thấy được hai bên cảm thấy gọi là nó hạnh phúc, với lại nó trọn vẹn mọi người. Chứ mình thấy bây giờ về ở nhau thế rồi có đám cưới thì mà không có nó cũng tội cho hai bạn và ba mẹ cũng suy nghĩ rất là nhiều mà. Chúng mẹ đang cũng rất là thật tình, sẽ rất là thiệt luôn đó mọi người. Ngày với mình đến thì tầm 15-20 phút thì cũng quán khách lắm, một hai người thôi. Cô thì cứ cô bán tại khu công nghiệp á mọi người, bán có quần áo, bán bông tay, bộ trang tự may á. Nhưng mà hôm nay thì bây giờ an bệnh liên tục nên là cô phải nghỉ hẳn để mà ra này phụ cho đăng.